Vượt ngoài sức tưởng tượng, tiêu chuẩn mới của dòng phim sci-fi hay ứng cử viên sáng giá cho giải Oscars có lẽ là những lời nhận xét chính xác nhất dành cho tác phẩm Dune Part 2 của đạo diễn Denis Villeneuve. Và phần thứ hai của thương hiệu bom tấn thật không quá khi nói các thước phim của Dune 2 tựa như kỳ quan màn ảnh, rất hoành tráng và mãn nhãn. Với nội dung đặc sắc liên kết trực tiếp với phần phim đầu tiên, phần 2 của Dune đã cụ thể hóa âm mưu chính trị của ba gia tộc quyền lực nhất vũ trụ là Hoàng tộc, gia tộc Harkonnen, gia tộc Atreides và giáo hội Bene Gesserit đầy quyền năng. Đặc biệt là đến với xứ cát phần 2, chúng ta có được giới thiệu những nhân vật mới có vị trí vô cùng quan trọng và ảnh hưởng tới kết cục thắng bại của các gia tộc hùng mạnh. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Way to a Movie review Dune phần 2 ngay thôi nào. Let's go! Nối tiếp những sự kiện của phần phim đầu tiên, gia tộc Atreides đang đứng bên bờ vực thẳm sau khi chịu sự tấn công tàn bạo của nhà Harkonnen với sự giúp sức từ phía hoàng đế. Để nuôi dưỡng cho mưu trả thù cho gia tộc, hoàng tử Paul Atreides đã cùng lệnh bà Jessica, người đang mang thai đứa con gái, phải lưu lạc qua sa mạc nguy hiểm của hành tinh Arrakis và bất ngờ chạm trán với người bản địa Fremen. Xong, cũng tại nơi đây thì Paul Atreides đã gặp được người con gái mà anh luôn hằng mơ tới là Chani. Mối quan hệ tình cảm của Paul và Chani kết hợp với niềm tin của người Fremen vào đấng cứu thế chính là chất xúc tác giúp cho Paul Atreides gắn kết với tộc Fremen. Từ đây, Paul được huấn luyện để chiến đấu và sinh sống như người dân bản địa xứ cát. Đồng thời, sự liên minh chặt chẽ với người Fremen sẽ giúp anh sở hữu nguồn lực khổng lồ chống lại nhà Harkonnen và những thế lực thù địch. Tuy nhiên, liệu nhà Harkonnen và hoàng tộc liệu có người yên chịu trận khi phía gia tộc Harkonnen đã ra mắt một chiến binh tàn nhẫn là Fate Rather, cháu trai của nam tước Vladimir Harkonnen, người được mệnh danh là ác quỷ với khao khát là tiếp bước gia tộc, chinh phạt vũ trụ và khai thác nguồn hương dược quý giá của hành tinh Arrakis. Mặt khác, đại diện của hoàng tộc là hoàng đế Shalem đời 4 đã có những âm mưu vô cùng nham hiểm sau khi hay tin hậu duệ Atreides vẫn còn sống. Song, công chúa Irulan, con gái của hoàng đế, sẽ có tác động mạnh mẽ tới thế trận rắc rối này, hứa hẹn sẽ đem tới những diễn biến vô cùng kịch tính cho khán giả. Vậy nên, các bạn hãy thưởng thức siêu phẩm Dune phần 2 này tại các hệ thống rạp chiếu phim toàn quốc từ ngày 1 tháng 3 nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Way to a Movie đến với những đánh giá chi tiết về bộ phim bom tấn của năm 2024 này. Ngay từ title của bộ phim đã phân loại tệp khán giả của mình làm hai nhóm, những ai nên và không nên xem phim. Dune Part 2, tức bộ phim có một tiền truyện ở trước và có liên quan đến chính nó. Vì vậy, nếu các bạn chưa xem hoặc chưa hiểu biết hết được Part 1 thì đồng nghĩa với việc bộ phim này không dành cho bạn. Tin mình đi, Dune không giống như những chuỗi phim mà chúng ta thường thấy. Có thể người xem vẫn cảm thấy một phần phim hấp dẫn trong trường hợp họ bỏ qua những phần phim trước đó. Ở Dune thì một khi bạn bỏ lỡ bất cứ phân đoạn nào, mọi nội dung tiếp nối đều sẽ ngổn ngang vô đối. Dù đây là tác phẩm phải nói là rất tôn trọng nguyên tác, nhưng kể cả bạn có là một fan của bộ tiểu thuyết thì Dune Part 2 cũng sẽ khiến cho bạn rối bời nếu chưa thưởng thức Part 1. Bởi lẽ, bộ phim cố gắng nhặt nhạnh những chi tiết, những nhân vật của Frank Herbert kỹ càng đến đâu, việc đưa toàn bộ bản tiểu thuyết lên màn ảnh rộng gần như là bất khả thi. Còn với những khán giả còn lại, những khán giả đã đào sâu và nằm lòng Dune Part 1 cũng như nghiên cứu và liên hệ với bản tiểu thuyết thì sao? Câu trả lời là vượt ngoài tưởng tượng. Trước khi xem phim thì chúng mình cho rằng Dune phần 2 sẽ lặp lại những trải nghiệm của người tiền bối, khó hiểu, khô khan và thiếu cao trào, tới nỗi phải xem lại mới hình dung được cốt truyện. Thậm chí, chúng mình đã phải chuẩn bị tinh thần kể lại Dune Part 2 lần nữa để có thể thấm được nội dung. Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, khi đã nắm rõ được bối cảnh và nguồn cơ của câu chuyện, diễn biến nối tiếp lại khá dễ ngấm. Kịch bản của Dune lần này rất chắc tay, bản thân chúng mình còn thích hơn cả phần 1. Không biết có phải là vì giờ đây câu chuyện đã trở nên dễ hiểu hơn không, nhưng dám chắc một điều rằng đội ngũ của Denis Villeneuve và Eric Roth đã cực kỳ cẩn trọng trong việc giữ vững tinh thần cốt truyện cũng như cân bằng các yếu tố hiện hữu trong nguyên tắc gốc như tình cảm, chính trị và tôn giáo. Xem trailer thì các bạn thấy rồi, tương tác giữa Paul và Chani là có xảy ra và chắc chắn là đằng khác, nhưng đây không phải là kiểu quan hệ trai gái lãng mạn thường thấy, tình yêu giữa hai người bị chi phối bởi rất nhiều lý tưởng. Biên kịch cũng xác định vị trí của Chani trong Paul không đơn thuần là người yêu. Sự xung đột giữa hai người sẽ mở đường cho các tình tiết cao trào sẽ xảy ra trong tương lai của Dune. Và quan trọng nhất đối với chúng mình, sợi dây liên kết Paul với người Fremen không chỉ là thứ tình cảm trai gái mà nó lớn lao hơn rất nhiều. Vì hạn chế kể lể mối tình giữa Paul và Chani, hóa ra lại rất hợp tình hợp lý khi thời lượng được sử dụng để diễn giải những điểm chính yếu trong phim. Như làm sao Paul Atreides lại có thể chiếm được lòng tin của người Fremen? Làm sao Jessica lại được tôn thờ? Hay làm sao Paul có thể chống lại địch thủ truyền đời mang tên Harkonnen cùng sự đối kháng của hoàng đế? Điều cho khiến mình phải tâm đắc hơn cả đó là Dune Part 2 đã làm rõ được khúc mắc còn bỏ ngỏ ở phần 1.
Vì như tín ngưỡng của người Fremen lớn đến đâu mà Laet Kanz và Jaehaerys dám quyết tử vì đức tin, bản chất và cách vận hành của Bene Gesserit hay động cơ để Paul dấn thân vào thế chiến. Sau khi những thông tin trong quá khứ và hiện tại được vạch định rõ ràng, Dune Part 2 lại tiếp tục đặt ra những nghi vấn, số phận của Jenny sau này, diễn biến tâm lý của Jessica khi nắm trong tay quyền năng của mẹ chí tôn. Nếu mà Hiem không đứng về phe nào trong những mâu thuẫn này, vậy thực sự Bene Gesserit đang theo đuổi điều gì? Và quan trọng nhất, thế chiến sẽ đi về đâu dưới sự tham gia của Paul trên tư cách thủ lĩnh? Dune Part 2 có running time gần 170 phút, thuộc dạng kịch bản khá là dài. Vậy nên những số lượng tình tiết phải gọi là đồ sộ, được thống nhất bằng tính liên kết chặt chẽ, không có một giây nào muốn bỏ phí trong gần 3 tiếng đồng hồ. Chúng mình có không nghĩ rằng bản thân đã phải trải qua 3 tiếng xem Dune. Do đi xem vào trước ngày công chiếu chính thức và để đáp ứng yêu cầu bảo mật của phía phát hành, các thiết bị điện tử đều bị siêu, thế nên chúng mình hoàn toàn mất khái niệm thời gian trong suốt quá trình trải nghiệm. Bởi vậy, video sẽ không thể phân tích kỹ cách phân bổ thời lượng của phim. Thế nhưng mình tin rằng kịch bản đã tận dụng tối đa thời gian trình chiếu để nhấn nhá vào đúng mấu chốt, lý giải chúng một cách trọn vẹn không thừa không thiếu. Bằng cách giản lược các chi tiết mang tính ẩn dụ hay hình tượng hóa, Dune đi thẳng vào vấn đề, định hướng người xem và một chủ đề nhất quán. Về cơ bản, 167 phút là khá xông xênh trong một bộ phim. Thế nhưng, đây là đề tài sci-fi tầm cỡ vũ trụ, bản chất đã khó nắm bắt. Việc nhồi nhét vô tội vạ sẽ khiến cho người xem đánh mất nhịp độ phim. Và may thay, tổ biên kịch đã giảm thiểu những ẩn ý không cần thiết, bố cục của phim nhờ vậy đã gọn gàng hơn rất nhiều. Suy cho cùng, nội dung vẫn là cốt lõi của một tác phẩm. Âm thanh kỹ xảo có hoành tráng đến đâu mà kịch bản hời hợt thì khó mà thoát được cái mắt phim tệ. Và với con số 97% chứng nhận cà chua tươi từ chuyên gia đánh giá Rotten Tomatoes, Denis Villeneuve đã mạnh mẽ khẳng định rằng đội ngũ của Dune không chỉ có tâm mà còn có tầm nữa. Đến với Dune Part 2, hành trình của Paul Atreides trở nên đặc biệt gian nan khi anh không phải đối mặt với những mối đe dọa từ phía các đại gia tộc, mà còn phải nhanh chóng hòa nhập, sinh sống cùng với người bản địa Fremen. Song, cũng thông qua những thử thách ấy mà phẩm chất cao quý và đầy gan dạ của một thủ lĩnh đã được thể hiện vô cùng ấn tượng. Nếu ở phần đầu tiên, Paul Atreides là một hoàng tử trẻ tuổi, dũng cảm nhưng rất hoài nghi về bản thân, thì ở Dune Part 2, Paul Atreides đã có cho mình những suy tính kín đáo, không kém phần cao tay để sắp đặt thế cuộc. Lý trí hơn, linh hoạt hơn và trên hết là sự cân bằng giữa dòng máu Atreides kết hợp với lối sống của người dân bản địa xứ Cát. Có thể nói, sự phát triển tâm lý của nhân vật chính là rất thỏa đáng và hợp lý khi xét về thời lượng tác phẩm. Mặt khác, nam diễn viên chính Timothy Chalamet cũng đã có cơ hội thể hiện những phân đoạn hành động với tần suất dày đặc, từ cận chiến, chiến đấu tầm xa cho tới đạp gió rẽ cát. Sự trưởng thành đi cùng với bản chất mạnh mẽ của nhân vật Paul Atreides được vun đắp và tỏa sáng từ những kinh nghiệm thực chiến. Bên cạnh đó, một điểm đặc trưng trong tác phẩm của đạo diễn Denis Villeneuve đó là kể chuyện bằng hình ảnh và âm thanh. Vì thế, các chi tiết thể hiện rõ sự thay đổi trong con người của Paul cũng đã được diễn đạt đầy tinh tế và khá là kiệm lời. Đây có thể được xem như là một điểm mạnh và cũng là điểm yếu nếu như các bạn không tập trung vào diễn biến của bộ phim. Ở một chiều hướng khác, Dune Part 2 đã sở hữu cho mình dàn nhân vật phản diện cực khủng, trong đó không thể không nhắc tới Fred Rauter, cháu trai của nam tước Vladimir Harkonnen, kẻ được mệnh danh là quái vật máu lạnh và là đối thủ trực tiếp của Paul Atreides. Đảm nhận vai diễn có nét tính cách khó lường và nguy hiểm, nam diễn viên Austin Butler đã hoàn toàn lột xác với những phân cảnh chiến đấu nảy lửa trong bộ phim. Phản diện trẻ tuổi nhưng mang khí chất tàn bạo của nhà Harkonnen không chỉ cuồng nộ mà còn vô cùng xảo quyệt, mang dáng dấp của một bạo chúa tiếp nối sự nghiệp chinh phạt vũ trụ của gia tộc. Mặc dù quá khứ của Fred Rauter được các nhà làm phim mô tả khá tròn trịa, thành công lý giải nguồn gốc phát triển tâm lý của nhân vật này. Tuy nhiên, thực tế Way to a Movie đánh giá phản diện chính của phần 2 vẫn có phần mờ nhạt so với toàn bộ dàn cast đánh giá. Ở Fray Rauter, ta có thể nhìn thấy rõ sự phẫn nộ và sự vô nhân tính. Chính vì thế, những quyết định của nhân vật này đưa ra lại khá là dễ đoán, thiên về mặt cảm xúc. Khi lâm vào cảnh đối đầu trực tiếp với nhân vật chính, chênh lệch trong việc làm chủ thế trận lại càng rõ ràng hơn, khiến cho tầm quan trọng của Fray Rauter trên màn ảnh giảm sút khá là nhiều. Bên cạnh Fray Rauter, phản diện khét tiếng từ phần 1 cuối cùng cũng đã xuất hiện, Hoàng đế Shaddam đời 4. Quay trở lại màn bạc sau thời gian dài vắng bóng, huyền thoại của Christopher Walken đã hóa thân vào vai một vị hoàng đế của vũ trụ với châm ngôn sự nghiệp cai trị không còn chỗ cho tình cảm hay trái tim. Dù thời lượng xuất hiện của nhân vật này không nhiều, nhưng phải nói ấn tượng về một vị hoàng đế tàn bạo vô cùng sâu đậm. Là người đứng sau hàng loạt các âm mưu chính trị, thao túng nền kinh tế, hoàng đế Shaddam đời 4 chắc chắn sẽ là một phản diện quan trọng mà Paul Atreides không dễ dàng loại bỏ. Nhất là khi ông đang có trong tay công chúa Irulan, con cái trưởng, đồng thời là vị cận thần mà ông luôn đánh giá cao. Song song với tuyến nhân vật chính diện và phản diện
thì dàn nhân vật phụ của Dune Part 2 cũng có cho mình trọng trách đặc biệt, khi mỗi một nhân vật đều có một câu chuyện khác nhau, được xây dựng vô cùng chỉn chu dưới bàn tay của đạo diễn Villeneuve. Trong đó, nhân vật Jenny của diễn viên Zendaya đã được khắc họa với những khía cạnh sâu sắc hơn và tất nhiên là chiến hơn nữa. Tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng của người con gái Fremen được thể hiện qua những phân cảnh chiến đấu đối kháng. Đồng thời, khía cạnh mềm mỏng, tình cảm của cô cũng đã tiết lộ qua những khoảnh khắc bên cạnh Paul. Từ đó, Dune Part 2 mang tới cho khán giả chân dung của một nàng thơ đặc biệt và cũng là một chiến binh quả cảm của xứ cát. Song, nếu để đánh giá một nhân vật gây được ấn tượng mạnh mẽ nhất với chúng mình trong Dune Part 2 thì chắc chắn đó là lệnh bà Jessica. Khi sang tới phần 2, lệnh bà đã có cho mình cương vị mẹ chí tôn cao quý cùng với sức mạnh vượt trội được bắt nguồn từ Water of Life. Vì thế, những nét diễn của Rebecca Ferguson cũng được biến đổi một cách linh hoạt, trở nên quyền lực và khó suy đoán hơn bao giờ hết. Ngược lại, một số diễn viên phụ khác như là Stilgar, đại tá Gurney, công chúa Irulan lại có thời lượng xuất hiện rải rác hơn. Và bật mí cho các bạn biết, ngọc nữ Anya Taylor-Joy cũng sẽ đảm nhận một vai diễn cực kỳ quan trọng trong phần phim lần này. Vậy nên các bạn hãy thưởng thức trọn vẹn siêu phẩm Dune Part 2 để khám phá câu chuyện của những nhân vật cộng cán nhé. Làm phim viễn tưởng vốn đã khó nhằn, đằng này Dune lại mang quy mô vũ trụ ở tương lai, dám dựng lên một bối cảnh như vậy thì kinh phí khủng thôi là chưa đủ. Và Dune đã khẳng định chắc nịch rằng đội ngũ của họ vừa có tiền vừa có tài. Ấn tượng thị giác là một trong những yếu tố làm nên thương hiệu cho Dune của Denis Villeneuve. Dune 2021 đã xuất chúng như vậy thì làm sao phần 2 có thể lép vế được? Nếu ở phần đầu, đội ngũ sản xuất tối đa hóa ứng dụng phương ngang trong screenplay thì các phân đoạn mô tả chuyển động theo chiều dọc bắt đầu xuất hiện với tần suất cao hơn. Nhưng điểm đặc trưng đắt giá nhất của Dune vẫn được duy trì, đó chính là đại cảnh. Vẫn là công thức đặt các diễn viên vào một bố cục hình ảnh hùng vĩ, làm tăng tính đối lập giữa con người nhỏ bé với không gian bất tận. Cảnh quay nào đi qua cũng để lại cảm giác choáng ngợp, không khó để chúng ta hình dung ra được tầm vóc của các nhân vật trong bối cảnh vũ trụ. Đặc biệt, Dune Part 2 còn cho khán giả thấy những thứ chưa bao giờ xuất hiện ở phần 1, những cảnh hỗn chiến, sử dụng vũ khí tầm xa và cưỡi sâu cát. Điều này đồng nghĩa với kỹ xảo hạng nặng, nặng theo đúng nghĩa, từ mức epic giữa các cuộc giao đấu, sự phức tạp ở kết cấu thiết bị, phương tiện và vũ khí. Tất cả đều rất sắc bén, xem phim bằng mắt mà vẫn ngửi được mùi tiền thì các bạn đủ hiểu sự đầu tư của đội ngũ sáng tạo ở tầm nào rồi. Nghe có vẻ rất là nghệ đúng không? Nhưng liệu bạn có tin bộ phim có palette rất tối giản và ảm đạm, tập trung vào các tông màu như đen, vàng hay xám không? Từ phục trang đến phối cảnh không dùng quá nhiều màu sắc để thiên về tính thả thực. Ngoài ra thì màu phim cũng biến thiên khá linh hoạt, có lúc rất trong, có lúc giảm bão hòa chuyển về đường sắc, có lúc lại phủ độc một màu cam rất ngột ngạt. Toàn bộ đều nhằm điều hướng cảm xúc của người xem bằng thị giác. Không chỉ thỏa mãn về mặt hình ảnh và bối cảnh phim, hiệu ứng âm thanh trong Dune Part 2 cũng được khai thác tối đa, giúp cho khán giả hòa mình vào những diễn biến kịch tính của tác phẩm. Theo đó, nhà soạn nhạc Hans Zimmer đã ra mắt 25 track nhạc phục vụ cho Dune Part 2. Với từng bối cảnh phim, âm nhạc lại có sự thay đổi như một hình thức báo hiệu cho khán giả nhanh chóng bắt kịp diễn biến. Đây là một cách vận dụng âm thanh vô cùng hiệu quả nhằm giảm tải những lời thoại hay trích dẫn khô cứng. Nhìn chung, Dune Part 2 vẫn giữ nguyên bản sắc của phần phim đầu tiên với chất lượng âm nhạc chủ yếu là những giai điệu sử thi mang khí thế hào hùng. Nhà soạn nhạc người Đức đã kết hợp sáo, còi, đàn cello và những giọng hát đầy nội lực để tạo nên bầu không khí khắc nghiệt của hành tinh Arrakis. Trong một phân cảnh chiến đấu, phía nhà sản xuất cũng rất linh hoạt tiết chế hiệu ứng âm thanh, tận dụng chính tiếng động thực để khiến cho phân cảnh trở nên chân thực và đầy ngột ngạt. Sự kết hợp hài hòa giữa hiệu ứng âm thanh và hình ảnh chính là một điểm sáng của Dune Part 2, là thứ khiến cho khán giả không thể nào rời mắt khỏi màn hình và phải trầm trồ với những viễn cảnh hoành tráng có 102. Vậy với tất cả những trải nghiệm của chúng mình ngoài rạp, thì số điểm 8,5 trên 10 là số điểm mà Wayway Movie dành cho Dune Part 2. Và đó cũng là toàn bộ những đánh giá của Wayway Movie về Dune Part 2. Phần hình ảnh miễn chê kết hợp với câu chuyện kịch tính, xứ cát thực sự xứng đáng là một trong những bộ phim viễn tưởng sử thi đỉnh cao nhất mọi thời đại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like, share cũng như subscribe cho kênh Wayway Movie nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Wayway Weird out.